Chủ đề buổi nói chuyện hôm nay là tác hại của việc quan hệ tình dục bừa bãi đối với sức khỏe của con người hiện nay. Mọi người ngày nay có rất nhiều người bạn. Bạn nhìn thấy khi anh ấy có tiền, mục đích cuộc sống anh ấy chỉ là một việc ăn uống chơi bời mà thôi. Vậy thì có người sẽ nói, nó là người Trung Quốc thời xưa từng nói một câu gọi là ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục. Đây là dục vọng lớn, điều này rất bình thường. Tôi cần phải hưởng thụ, tôi cần phải tiêu tiền vào việc đó, cần phải thỏa mãn điều này. Câu nói này đúng hay sai? Câu nói này sai rồi, hiểu sai rồi. Chuyện nam nữ của con người, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, câu nói này có ý nghĩa gì? Câu nói này nhằm nhắc nhở, nhắc nhở các vị là chú ý ăn uống và quan hệ nam nữ, quan hệ tình dục giữa nam và nữ, ăn cơm ẩm thực. Hai sự việc này là hai dục vọng lớn nhất của người trên thế gian. Hai cái dục vọng này mọi người chúng ta đều biết. Dục vọng, lúc nãy khi chúng tôi phỏng vấn có nghe thấy là dục vọng có hai kết quả. Nếu như bạn thỏa mãn dục vọng của chính mình thì bạn sẽ càng tham, tâm tham càng nặng, còn hồ đồ hơn so với trước đây. Nếu như dục vọng của bạn không được thỏa mãn, bạn xem khi đứa trẻ nó muốn một cái gì đó, bạn không cho, nó liền oán hận, nó liền quấy khóc. Con người là như vậy. Con người chỉ cần có lòng tham mà được thỏa mãn thì là tai họa, sẽ còn hồ đồ hơn, còn tham lam hơn so với trước đây. Nếu không được thỏa mãn thì họ liền oán hận. Cái tâm tham này có hai mặt, đạt được và không đạt được đều là tai họa. Con người tham nhất có hai việc đó, chính là ăn uống và quan hệ nam nữ. Hai dục vọng lớn này là đặc điểm của tính cách con người. Cho nên người xưa nói với chúng ta, nhân sinh trên thế gian này, điều bạn phải cẩn thận nhất chính là hai cái hầm lửa này. Hai cái hầm lửa lớn này, nếu bạn không cẩn thận thì nó rất dễ làm hại bạn. Cho nên bệnh từ miệng vào chẳng phải là bạn thích ăn hay sao? Khi có tiền bạn liền thích ăn, bệnh từ miệng vào. Thứ hai là quan hệ nam nữ, hành vi quan hệ khác giới giữa nam và nữ. Người xưa nói với chúng ta như thế nào? Dạng ác dâm đứng đầu. Thế nào gọi là dạng ác dâm đứng đầu? Chúng tôi khi chưa học văn hóa truyền thống cũng không hiểu được. Tại vì sao giết người phóng hỏa đều không phải là ác nhất, không phải là tội ác lớn nhất, mà là quan hệ tà dâm giữa nam và nữ vậy? Sự dâm loạn giữa nam và nữ, sự quan hệ tình dục bừa bãi của họ lại biến thành tội lớn nhất, tội nặng đứng đầu tiên. Là nguyên nhân gì? Bạn xem ngày nay xã hội trong cả nước, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới nhiều năm đều đang tẩy trừ văn hóa phẩm đồi trụy, đã kích tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi. Tại vì sao tội này lại đứng vị trí đầu tiên vậy? Người Trung Quốc thời xưa nói với chúng ta, tổ tông của chúng ta nói, sự quan hệ bừa bãi giữa nam và nữ, quan hệ tình dục bừa bãi không bình thường. Người xưa gọi là thông dâm, gọi là gian tình. Chữ gian có ý nghĩa gì? Chữ gian này như thế nào? Mà chỉ cần phạm vào nó thì gọi là gian cận sát. Đó là ý nghĩa gì? Chỉ cần bạn xuất hiện tình trạng gian tình này, bạn nói bạn đến quán karaoke, đến những nơi không lành mạnh, tìm bạn tình, tìm cái làng chơi thì đều bị xem là gian. Điều này gọi là gian tình. Vậy thì gian cận sát là ý nghĩa gì? Là tiếp cận việc giết người. Tiếp cận là sẽ xảy ra án mạng. Vì sao vậy? Người xưa nói với chúng ta rất rõ ràng, chỉ cần quan hệ giữa nam và nữ xuất hiện vấn đề thì họ liền nảy sanh tâm đố kỵ. Mọi người nghe thấy những bài báo nói về việc này rất nhiều. Có hắn thì không có tôi, có tôi thì không có hắn. Giết người. Vì sao vậy? Là do tìm người tình. Người nam thì tìm rất nhiều người tình, còn người nữ cũng tìm rất nhiều những anh chàng đẹp trai. Người nam này thì tìm rất nhiều những cô gái đẹp. Chẳng phải đều là những chuyện này hay sao? Điều cuối cùng thì xuất hiện sự ghen tuông. Vậy thì sẽ có thể giết người, đó là chắc chắn. Chỉ cần bạn phạm vào gian tình thì sẽ rất gần với việc giết người, nên gọi là gian cận sát. Thứ hai là gian cận đạo, trộm cắp. Vì sao vậy? Bạn cần phải thỏa mãn dục vọng của đối phương. Nếu là vợ chồng trong nhà thì có thể thương lượng dễ dàng, nhưng mối quan hệ không bình thường này thì không dễ dàng nói chuyện rồi. Bạn cần phải thỏa mãn nhu cầu của họ. Vì vậy bạn thấy rất nhiều tham quan hiện nay sau khi bị bắt, họ tham ô rất nhiều tiền. Là nguyên nhân do đâu? Họ tại vì sao lại cần nhiều tiền chứ vậy? Sau khi điều tra thì ra sau lưng họ là có tình nhân, đều có người tình.
họ phải nuôi những người tình này thì làm gì còn cách nào khác. Nên họ chỉ có thể sử dụng phương pháp trộm cắp là tham ô, nhận hối lộ. Đó là ăn trộm. Tham ô chính là trộm cắp. Không ai muốn đưa cho họ mà là chính họ lén lút thực hiện, vi phạm đến pháp luật nhà nước. Vì vậy hai câu gian cận sát và gian cận đạo tự nhiên có đạo lý bên trong đó. Điều này gọi là gì? Là nhân tình thiên lý. Thiên lý chính là quy luật tự nhiên. Con người chỉ cần phạm vào vấn đề quan hệ tình dục giữa nam và nữ, vậy thì xong rồi, phiền phức sẽ tìm đến. Đầu tiên là thân thể của bạn tiêu rồi, thứ hai là tinh thần của bạn sẽ suy sụp, thứ ba là chức vị của bạn, con đường thăng tiến của bạn bị mất hoàn toàn, sự nghiệp của bạn phát triển không nổi. Do vì lý do thời gian nên chúng tôi không thể nói rõ hơn. Cho nên con cái trong gia đình bạn, bạn phải dặn đi dặn lại và dạy bảo nhiều lần là không được mắc phải lỗi lầm này. Bạn nói xã hội hiện nay chẳng phải là đều như vậy hay sao? Bạn sai rồi, hồ đồ rồi. Không thể nói mọi người đều làm như vậy thì đúng, không phải là như vậy. Cho nên từ đó chúng ta mới biết là dạng ác dâm đứng đầu. Chỉ cần bạn phạm vào chữ dâm này, cho dù là nam tử hay nữ nhân, chỉ cần bạn phạm vào rồi, bạn xem câu này là nói điều gì? Một dạng loại ác phía sau. Chữ dạng này nhằm tượng trưng cho dạng điều ác đều theo sau mà đến. Trong đó dâm là đứng đầu tiên. Bạn chỉ cần phạm vào nó, bạn xem giết người, trộm cắp đều theo sau mà đến. Dạng ác dâm đứng đầu. Bạn chỉ cần phạm vào đó thì dạng ác theo sau. Câu nói này là có ý nghĩa thế này. Chúng ta ngày nay mở TV ra xem, giá trị quan phương Tây tràn lan. Mở mạng Internet thì là tình dục, tìm người tình. Điều này cảnh sát không quản lý. Còn nói khu vực đèn đỏ là nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Bạn xem đó, đó là cách nghĩ hồ đồ. Nhân tâm bị quỷ hoại rồi. Cho nên ngày nay TV, mạng Internet, tạp chí rất nhiều. Tại vì sao truy quét văn hóa phẩm đòi trụy vậy? Ở trong đó ngày ngày dạy người ta điều gì? Là dâm loạn tình dục. Họ làm là gì? Tiền. Không đạo đức. Đó chính là dạy người dạng ác. Dạy người dạng ác chính là dạy cho người tà dâm, dạy cho người tình dục. Họ cho rằng điều này có thể mua bán được, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Bạn xem đó là quan niệm sống của phương Tây. Trung Quốc chúng ta chưa từng có, nhưng đã học theo mất rồi. Học cái thứ cặn bã này rồi, là thứ thật sự là hại người. Vậy thì mọi người sẽ hỏi là quan hệ tình dục bừa bãi rốt cuộc có hại thế nào đối với thân thể vậy? Rốt cuộc có cái gì không tốt đối với thân tâm của con người hiện nay? Bạn có thể nói cụ thể mang tính khoa học một chút được không? Được. Đông y là khoa học nhất, là viên mãn nhất, là cổ xưa nhất, cũng là triệt để nhất. Vậy thì trong đông y, 5.000 năm trước đây đã nói với chúng ta, nói với chúng ta điều gì? Là nói tác hại của việc quan hệ tình dục bừa bãi đối với thân thể. Ngày nay các nhà khoa học phương Tây thông qua thí nghiệm, họ cũng phát hiện ra những điều đông y nói là chân lý. Văn hóa truyền thống nói rất có đạo đức. Đạo là quy luật tự nhiên, đức là mọi người sinh sống tuân theo quy luật, để ăn uống, để quan hệ giữa nam và nữ. Mọi người chúng ta cần phải hiểu, con người là một hiện tượng sinh mạng. Điều quan trọng nhất của chúng ta là gì vậy? Là gì? Là ba thứ. Đó là hình khí thần. Về ngoại hình, các bạn xem có người béo, có người gầy, có người cường tráng, có người tiêu tụy không giống nhau, có người ốm đau bệnh tật, có người rất khỏe mạnh. Nhìn ngoại hình có thể thấy được. Thứ hai chính là khí. Bạn xem người này vừa ngồi vào chỗ này thì phong thái của họ không giống như người khác. Vừa nhìn liền biết đây là một người trưởng giả đại phú, người có tiền. Vừa nhìn liền biết đây là người rất phúc hậu. Khí của họ không giống như người khác. Cái khi đó bạn thấy nó không có hình dáng, nhưng nó thật sự tồn tại. Thần là gì? Thần cũng không có hình dáng, thế nhưng nó cũng thật sự tồn tại. Bạn xem con người này thần khí không giống như người khác. Thần khí vượng. Tinh là thần tinh, thần là tâm thần. Vì vậy đây chỉ là hai bộ phận. Tim tốt thì thần khí vượng, thần tốt thì sức sống tốt, sinh lực tràn đầy. Bạn xem đông y nó rất khoa học. Tinh thần thật tốt, ý đó là trái tim và thận của bạn rất tốt. Tinh thần tốt là ý nghĩa này. Vậy thì nhân sanh, con người, ba thứ quý giá nhất của cuộc đời con người gọi là hình khí thần. Nó ẩn tàng ở chỗ nào vậy? Người nam, người nữ đều như nhau. Nó ẩn chứa tại tinh thần, quả thận, ẩn chứa ở trong đây. Biểu hiện ra ngoài là gì? Đó chính là thận tinh. Thận tinh chính là
Khi người nam và người nữ quan hệ, tiết ra dịch thể. Của người nam gọi là tinh dịch, của người nữ gọi là bạch trọc. Đây là thuật ngữ của đông y. Điều này chúng ta phải biết. Những dịch thể được tiết ra chính là thận tinh của chúng ta. Trong đó thì có hình, khí, thần. Chính là sự tinh hoa nhất mà sinh mạng của bạn cô đặt lại, đều lưu giữ bên trong thận tinh, gọi là thận chủ tàng tinh. Đây là điều đông y đã nói. Đạo lý khoa học này chúng ta phải biết. Điều này tuyệt đối là trí huệ của lão tổ tông chúng ta. Bạn xem các ngài thật sự có trí huệ. Ngày nay khoa học đều chứng minh rồi. Các nhà khoa học phương Tây dùng dụng cụ thí nghiệm hiện đại phát hiện, phát hiện ra khi người nam và người nữ quan hệ tiết ra dịch thể. Dịch thể của người nam là tinh dịch, của người nữ là bạch trọc. Thành phần của chúng hoàn toàn giống nhau. Lời này chứng minh là lời nói của tổ tiên chúng ta đã nói kia là chân lý. Tổ tiên của chúng ta nói gì? Chỉ cần người nam và người nữ phạm vào tà dâm, phạm vào dâm loạn, quan hệ tình dục bừa bãi thì tác hại đối với cơ thể là như nhau. Đối với người nữ còn bị nặng hơn một chút. Vì sao vậy? Bạn xem tí ý nói cho chúng ta rồi. Thành phần của dịch thể được tiết ra hoàn toàn như nhau. Vì vậy ngày nay mọi người, chúng ta phải hiểu rõ điều gì vậy? Không phải điều này là chỉ chuyên nói cho người nam nghe, không phải vậy, mà cho cả người nữ thực hiện việc tà dâm, thực hiện việc dâm loạn cùng với người nam nghe. Bạn xem hiện tại có rất nhiều những cô gái trẻ hành nghề mại dâm, tác hại đối với thân thể của họ và người nam là như nhau, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn người nam. Thành phần như nhau mà. Còn nữa, con người nói là hiện nay trong sách giáo khoa đều có viết. Viết gì vậy? Đây là quan điểm của nhà khoa học phương Tây. Thực ra đây là quan điểm sai lầm. Nói là trong dịch thể được tiết ra đó chính là rotein và acid ribonucleic. Ăn 1-2 hột gà, ăn một chút chất dinh dưỡng là có thể bổ sung trở lại. Hoàn toàn sai lầm rồi. Vì sao vậy? Người phương Tây họ không biết bên trong còn có khí, còn có thần, chính là năng lượng và thông tin. Họ chỉ nhìn thấy vật chất, đó là hình. Họ không nhìn thấy có năng lượng và tinh thần. Họ không nhìn thấy. Nếu như bạn không tin, bạn xem Tây Y nói tinh dịch của người nam à? Không sao, chỉ cần protein và acid ribonucleic, bạn ăn vài quả trứng gà là có thể bổ sung nó trở lại. Vì vậy ngày nay có rất nhiều học sinh trung học trẻ tuổi bị ô nhiễm khi lên mạng, xem phim, xem tạp chí, xem truyền thông. Sau đó thì làm thế nào? Chúng thủ dâm, chúng làm mất số lượng lớn tinh thể của chính mình. Người nữ là bạch trọc. Sau đó thì làm sao? Chỉ cần ăn vài quả trứng là có thể bổ sung trở lại. Sai rồi, đó là hại người. Tại vì sao vậy? Cái thứ đó là tinh hoa được cô đặt lại của sinh mạng. Không phải là bạn ăn vài quả trứng là có thể bổ sung trở lại. Vậy thì tốt rồi. Vậy bạn không cần hai quả trứng gà. Bạn mua lấy một rổ trứng đặt ở đây, bạn để chúng vào trong chiếc cốc, đập vỡ trứng rồi cho vào cốc xem chúng có nở ra thành gà con hay không. Đó là điều không thể. Điều này nói rõ cái gì vậy? Nói rõ điều đó không đơn giản như vậy. Đó là thứ quý giá nhất của bạn được cô đặt ở bên trong, tinh hoa ở bên trong. Cho nên nói rằng thận tinh là sinh mạng của một con người, cũng chính là sự cô đặt cụ thể của thọ mạng bạn. Người Trung Quốc chúng ta nói tinh cha huyết mẹ. Mạng sống này của chúng ta từ đâu mà có? Là từ thận tinh của người cha. Tinh của người cha gọi là tinh cha, kết hợp cùng dị máu của người mẹ. Người cha lấy một chút mạng sống, người mẹ lấy một chút mạng sống, hai vợ chồng kết hợp lại mới sinh ra mạng sống này của chúng ta. Mạng sống này của chúng ta từ đâu mà có? Người cha lấy một chút mạng sống, người mẹ lấy một chút mạng sống mới có được mạng sống này của chúng ta. Cho nên bạn từ trên góc độ khoa học mà nói thì con người cần phải hiếu thuận cha mẹ, con người cũng phải báo ân cha mẹ. Vì sao vậy? Là vì mạng sống của bạn đều là do cha mẹ mỗi người lấy ra một chút dành cho bạn mà. Cho nên bạn mới biết tác hại của hành vi quan hệ giữa nam và nữ đối với thân thể, tổn thất đối với thân thể gây ra tổn thọ vô cùng lớn. Cho nên mọi người chúng ta biết là thận tinh được tàn giữ trong quả thận của chúng ta. Nó có hai chức năng lớn. Đây là nói về khoa học. Hai chức năng lớn này, cái thứ này có tác dụng gì vậy? Có hai tác dụng. Đầu tiên là nuôi dưỡng ngũ tạng của bạn, lục phủ ngũ tạng của bạn. Tim gan tỳ vị thận dựa vào gì để nuôi dưỡng? Dựa vào thận tinh, là dựa vào thứ này để nuôi dưỡng. Vì vậy một con người, lục phủ ngũ tạng của anh ấy rất vững chắc, rất khỏe mạnh, thì khí sắc sẽ rất tốt. Vì sao vậy? Là do thận tinh của anh ấy nuôi dưỡng ngũ tạng của bạn tốt thì khí sắc liền tốt. Bạn xem người kia lúc nào cũng buông thả theo dục vọng, háo sắc,
quan hệ tình dục bừa bãi. Người đó chỉ cần đứng trước bạn, bạn xem chúng ta học văn hóa truyền thống, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, không lừa được người khác. Vì vậy rất nhiều cô gái, những cô gái ăn chơi, mặc dù trang điểm, tiêu rất nhiều tiền để làm đẹp, vừa nhìn đã biết không có hiệu quả gì. Vì sao vậy? Là vì mắt của cô ấy đã không có thần. Khi vừa ngồi ở đó thì cái tinh thần đó không có, bộ dạng phờ phà, cái khí thần của cô ấy đều không ổn. Cái đó bạn không thể hóa trang được, bạn không thể giấu người khác. Cho nên học văn hóa truyền thống rồi là người minh bạch. Bạn vừa ngồi ở đó, người nam hay là người nữ, người này đã phạm phải điều gì? Anh ấy đã phạm vào vấn đề quan hệ nam nữ. Bạn có thể nhìn ra dẫn khí người này, tinh thần người này, thọ mạng và sức khỏe của anh ấy đều có vấn đề. Bạn không nên hợp tác với anh ấy. Cho nên người Trung Quốc thời xưa nói với chúng ta là mạng phạm đào hoa. Có người nói có phải tôi có số đào hoa không? Có rất nhiều cô gái thích tôi, có những chàng đẹp trai theo đuổi tôi. Số mạng đào hoa, số đào hoa thì nhất định gặp đại hung. Đó là sự thật. Cho nên chúng tôi nói với mọi người thế này thì mọi người mới hiểu được tác hại của việc quan hệ tình dục bừa bãi. Khí và thần của bạn không còn nữa. Điều đó không phải trang điểm ra được. Cho nên đầu tiên là thận tinh dùng để nuôi dưỡng ngũ tạng. Bạn dùng thận tinh để phóng túng dục vọng, làm cho trôi đi hết, vậy thì ngũ tạng sẽ bị hư hại, nên khí sắc sẽ không tốt, không còn dinh hoa ngũ tạng. Chức năng thứ hai của thận tinh là nhằm sinh ra sự sống, tạo ra thế hệ sau, là làm chức năng này. Tinh cha huyết mẹ, đó là sự cô đặc quý giá nhất, là sự cô đặc của sinh mạng. Cho nên bạn xem người nam và người nữ, chỉ cần họ phát sinh quan hệ tình dục thì liền có khả năng sinh ra sự sống, sinh em bé. Điều này là tự nhiên, không phải là một sự phát minh. Quan hệ tình dục giữa nam và nữ của bạn, nói bảo đảm không dùng bất cứ phương pháp tránh thai nào thì họ sẽ không có thai. Đó là điều không thể. Việc này nói rõ điều gì? Chỉ cần thận tinh xuất ra từ thân thể của bạn, tác dụng chính là kéo dài sự sống. Bạn hiểu rõ, bạn xem, cần phải quan sát tự nhiên, bạn cần phải giác ngộ, bạn cần phải hiểu rõ. Điều này không phải để cho bạn dùng để phóng túng tình dục. Vậy thì có người nói là trong việc này có quy luật hay không? Có quy luật, thật sự có quy luật. Quy luật này tự nhiên, giống như gieo giống vào mùa xuân thì đến mùa thu kết quả. Ăn cơm có quy luật, đó gọi là quy luật tự nhiên. Cho nên người xưa dùng một chữ để diễn tả gọi là đạo, thiên đạo, nhân đạo. Ăn cơm có quy luật, quan hệ giữa người nam và người nữ cũng có quy luật. Việc ăn uống, quan hệ nam nữ đều có quy luật. Điều này được nói rất rõ trong Đông Y. Đông Y nói với chúng ta, người nam và người nữ khi 30 tuổi, thân thể cường tráng nhất, thân thể vô cùng cường tráng, chức năng hợp thành thận tinh của cơ thể rất mạnh. Cho nên chu kỳ của nó ngắn, 7 ngày cơ thể có thể hợp thành thận tinh, thận tinh tràn đầy dồi dào. Ngày thứ 8 thì bạn có thể thực hiện hành vi nam nữ vợ chồng rồi. Điều này khi 30 tuổi gọi là 8 ngày quan hệ một lần. Khi 40 tuổi thì 15 ngày quan hệ một lần, chính là nửa tháng quan hệ một lần. Sức khỏe già yếu rồi, năng lực hợp thành của bạn giảm thấp rồi. Đây là quy luật tự nhiên. Điều này nghe rất hợp lý. Đến khi 50 tuổi thì thân thể càng già yếu hơn nữa, năng lực hợp thành lại càng thấp hơn, tinh hoa càng ít rồi, yếu dần rồi. Khi đến 50 tuổi là quan hệ một tháng một lần, quan hệ giới tính nam và nữ, quan hệ vợ chồng. Đến 60 tuổi thì chấm dứt quan hệ. Vì sao vậy? Vì bạn chỉ có một chút thận tinh. Nó dùng để làm gì vậy? Nó dùng để nuôi dưỡng mạng sống, nuôi dưỡng ngũ tạng của bạn, là dùng cho việc này. Bạn dùng nó để phóng túng tình dục, vậy thì bạn không muốn sống nữa rồi, không muốn lục phủ ngũ tạng nữa rồi, vậy thì tai họa bệnh tật đều đến rồi. Vì vậy ngày nay tại vì sao có rất nhiều người sinh bệnh, sinh bệnh này, sinh bệnh nọ, đó là quả báo. Hạt giống chính là do không hiểu quy luật này nên làm sằng bậy. Quan hệ vợ chồng cũng như vậy. Cho nên khi cường tráng nhất lúc 30 tuổi thì 8 ngày quan hệ một lần, khi 40 tuổi thì 15 ngày, nửa tháng quan hệ một lần, khi 50 tuổi thì quan hệ một tháng một lần, đến khi 60 tuổi thì chấm dứt quan hệ tình dục. Cần phải biết được nuôi dưỡng mạng sống của mình, bảo vệ mạng sống của chính mình là quan trọng nhất. Điều này gọi là quy luật khoa học, quy luật tự nhiên. Người người đều như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem. Tôi lấy cái micro này làm thí dụ, mọi người có thể nhìn thấy rõ thông qua màn hình lớn. Cái micro này, bộ phận này giống như đại não của chúng ta.
kết nối thông với phía dưới là cột xương sống. Đại não của chúng ta và xương cột sống kết nối thông với nhau. Trong đại não là gì? Là tủy sống. Tủy não. Trong đại não là tủy não. Phía dưới là tủy sống. Điều này chúng ta đều biết. Tủy sống được cất giữ trong xương cột sống. Đó là sinh mạng của chúng ta. Kho sinh mạng của chúng ta. Bạn chữa bệnh máu trắng đều phải dựa vào nó. Dựa vào tủy sống bên trong cột xương sống. Dựa vào tủy sống. Phía trên là gì? Là tủy não. Là dịch tủy não. Vậy thì bên dưới là gì vậy? Bên dưới là thận tinh. Thận tinh. Cho nên đại não, cột xương sống và thận tinh là liên thông với nhau. Điều này bên Tây Y đã chứng minh rồi. Đây là thương thức khoa học mà. Tủy não, tủy sống. Tủy sống trong xương cột sống và thận tinh của chúng ta là liên thông với nhau. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ điều mà Đông Y của chúng ta nói là đúng đắn nhất. Bạn xem 5.000 năm trước, chúng ta cho rằng người xưa không hiểu, không có thiết bị khoa học, nhưng các ngài đã biết được. Tinh sinh tủy, tủy sinh hải. Tinh có nghĩa là thận tinh. Thận tinh tràn trề dồi dào thì nó sẽ đi lên phía trên, chảy ngược lên. Tủy trong cuộc sống của bạn sẽ rất dồi dào. Tinh sinh tủy chính là cái ý nghĩa này. Tủy sống rất dồi dào thì lại đi lên phía trên, chạm tới tủy não. Tinh sinh tủy chạm tới não sao. Tủy sinh hải, dịch não sao. Cho nên bạn thấy phàm là tâm thanh tịnh, ít ham muốn, tuân theo quy luật tự nhiên. Con người sinh sống phù hợp với đạo. Quan hệ giữa nam và nữ thì thân thể cường tráng, trí nhớ đầu óc nhạy bén. Ngược lại, con người này phóng túng tình dục, người nam hay người nữ đều như nhau. Đánh mất số lượng lớn thận tinh nên phía dưới của họ bị trống rỗng. Nó bị rỗng không? Do nó liên thông từ trên xuống dưới nên tủy sống bên trong xương cột sống chảy xuống phía dưới. Tủy sống chảy xuống dưới chảy mất hết rồi thì đến lượt tủy não chảy xuống. Tủy não chảy mất hết thì con người này sẽ chết. Dịch não chảy xuống hết rồi. Do vậy các nhà khoa học phương Tây thông qua thí nghiệm khoa học đã chứng minh. Nói rõ điều gì? Thí nghiệm khoa học của phương Tây chứng minh người nam và người nữ tiết ra dịch thể. Khi họ quan hệ tình dục tiết ra dịch thể hoàn toàn giống như dịch não bên trong đại não của chúng ta. Hoàn toàn giống như thành phần tủy sống của chúng ta. Vì điều đó nói rõ điều gì? Nói rõ khi người nam và người nữ quan hệ tình dục mà tiết ra dịch thể không phải là thận tinh mà chúng ta đã từng hiểu. Thông tục mà nói đó chính là tủy sống của bạn, chính là tủy não của bạn. Lúc này bạn mới hiểu ra cảm tình. Chúng ta phóng túng tình dục, chúng ta làm trôi mất ra bên ngoài, không phải là tinh dịch, không phải là bạch trọc người nữ tiết ra, mà là gì? Là tủy sống bên trong xương cột sống của chúng ta, là tủy não của chúng ta. Đúng vậy. Xin hỏi bạn có bao nhiêu tủy não, bao nhiêu tủy sống để đủ cho bạn tiêu hao như vậy, đủ cho bạn phóng túng tình dục như vậy? Như vậy bạn mới hiểu ra tình cảm hóa ra là như vậy. Đúng vậy, đây là khoa học. Bạn xem người hiện nay họ vừa mở tivi, lên mạng, chịu sự kích thích. 30 tuổi, bạn chưa đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì họ ra sao? Họ không phải là 8 ngày quan hệ một lần, mà là một ngày quan hệ 8 lần. Họ phóng túng tình dục, vậy thì tốt rồi. Bây giờ bạn mới biết thận tinh của bạn trôi hết đi rồi, thì tủy sống của bạn sẽ chảy xuống. Khi tủy sống chảy mất hết thì đến lượt tủy não bắt đầu chảy xuống. Tôi đi mất đều là tủy não của bạn, dịch tủy não, tủy sống của bạn. Vì trí nhớ của những người này không tốt, đầu óc không tốt, đó là sự thật. Bạn nghe được những lời nói này của chúng tôi, nghe được giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thì bạn sẽ hết sức ngoan ngoãn. Bạn xem có rất nhiều người họ chẳng phải là háo sắc hay sao? Ông xã của bạn nếu như là háo sắc thì bạn để cho anh ấy nghe, bạn đưa đĩa này cho anh ấy xem, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ngay. Có rất nhiều ông chủ, tôi nghe nói ở Triết Giang có rất nhiều ông chủ có tiền. Có tiền không sợ, háo sắc ư? Háo sắc cũng không sợ. Lần sau bạn cho họ xem cái đĩa này, nghe diễn đàn, họ vừa nghe liền hiểu ra rồi. Thật sự là như vậy. Bạn không thích cô gái đẹp hay sao? Vừa nhìn thấy cô gái đẹp đang đến, họ không dám ưa thích nữa. Vì sao vậy? Là yêu tinh hút tủy não của mình đến rồi. Là yêu tinh hút tủy sống của mình đến rồi. Cho nên bạn xem ngày nay có rất nhiều người, khi họ có tiền rồi thì liền không biết tên họ của mình là gì. Họ không biết phải sống thế nào. Khi có tiền rồi, có quyền lực rồi thì họ bắt đầu phóng túng tình dục. Họ còn khoe khoang với bạn là: anh xem tôi có 6-7 người tình, tôi kiếm được vài cô gái. Thì bạn liền nói với họ: anh đừng có vui mừng như vậy, đó đều là yêu tinh đến hút tủy não của anh đó.
Đó đều là bạch cốt tinh yêu tinh mà. Mọi người chúng ta bây giờ mới biết được những điều mà luân lý đạo đức nói là viên mãn nhất, là quy luật khoa học tự nhiên, nói đều là khoa học. Cho nên bạn xem, người xưa dạy người thật sự có trí huệ, phù hợp với quy luật tự nhiên. Con người hỏi chúng tôi một vấn đề, tôi không quan hệ tình dục nhiều, thế nhưng trong tâm tôi lại hay nghĩ đến điều đó, toàn là rơi vào trạng thái tình mê ý loạn này. Chúng tôi nói với họ, điều này gọi là gì? Là ý dâm, ý niệm dâm loạn. Dâm loạn trong tâm này gọi là ý dâm. Sự tác hại của ý dâm này đối với thân thể càng nặng. Người nam hay người nữ đều là như nhau. Chúng làm cho khí và thần của bạn tiêu hao đi rất lớn, tiêu hao đi khí và thần. Cho nên bạn thấy người háo sắc, ngày ngày họ đọa lạc trong ngũ dục, ngày ngày dán đầu chống mặt, trong tâm chỉ nghĩ đến những việc tình dục kia, nên khí và thần của họ rất là suy yếu. Vì sao vậy? Là do thận tinh bị mất đi quá nhiều. Điều này chúng ta phải hiểu được. Vì vậy người thời xưa có đạo đức, có tâm nhân hậu, các ngài không phải là mắng người, mà là giáo dục con người, nhắc nhở con người. Đó là ngày xưa. Chúng ta ngày nay không hiểu rồi. Ngày xưa chúng ta thấy một người, bạn xem con người này không đàng hoàng, vô cùng háo sắc, chúng ta liền nói anh ta là như thế nào, anh quá hạ lưu. Chúng ta ngày nay cũng nói câu này thì anh ấy cho rằng đó là mắng anh ấy. Nhưng đó không phải là mắng anh ấy, mà là giáo dục anh ấy, nhắc nhở anh. Giống như ống nước bị rò vậy, nhắc nhở anh mà thôi. Bạn háo sắc như vậy, bạn không đàng hoàng như vậy, dịch tủy não của bạn, tủy sống của bạn đều bị chảy xuống. Chảy xuống phía dưới là ý nghĩa này, chảy xuống phía dưới là hạ lưu. Anh hạ lưu quá rồi. Đây là giáo dục bạn. Nếu như bạn không cẩn thận nữa, bạn thấy Hồng Kông có một ca sĩ nổi tiếng là nam ca sĩ đến bệnh viện khám bệnh, mới 28 tuổi mà đã bị teo não. Là teo não, đến cuối cùng là 28 tuổi đã chết rồi. Là nguyên nhân gì? Là phóng túng tình dục, quan hệ tình dục bừa bãi. 28 tuổi đã chết vì teo não, dịch tủy não không còn nữa. Vì sao rất nhiều người trẻ tuổi mà trí nhớ lại không tốt? Là do bị mất đi rất nhiều tủy não và tủy sống. Thân thể không tốt là có nguyên nhân. Có rất nhiều người bị cảm cúm, độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Là nguyên nhân gì vậy? Là do mất đi rất nhiều số lượng thận tinh, tủy sống trống rỗng rồi thì bệnh gì cũng tìm đến. Cho nên người dân chúng ta xem trọng đạo đức nhất, không sanh bệnh, ít sinh bệnh. Ngày nay chúng ta bị tây hóa rồi. Người nam và người nữ đều đang học gì vậy? Học gợi cảm, phải không? Mặc quần áo cũng không biết mặc, chưa cần nói đến ăn cơm, quần áo cũng không biết mặc. Đi đến đâu cũng phải trang điểm. Bạn xem cô gái này trang điểm nhất định phải gợi cảm, học theo trong TV. Chẳng phải là dạy điều này hay sao? Tôi nhớ có một lần tôi đến cửa hàng bán quần áo nữ, có một bộ y phục giá là 1.080 đồng, lại còn là hàng hiệu. Tôi nói bộ y phục này có gì hay? Cô chủ nói là bộ y phục này gợi cảm. Tôi chỉ nhìn bộ y phục này treo trên tường. Tôi hỏi đây có phải là một bó dây đang treo ở đây hay không? Cô chủ nói không phải, bộ này mặc vào sẽ rất là gợi cảm. Ây da, tôi nói đây đều là học theo phương Tây rồi, thứ này không tốt. Cô chủ nói anh xem, tôi mặc thử cho anh xem nhé. Cô chủ bán hàng nói rồi mặc vào giống như là trò ảo thuật vậy, mặc đống dây đó vào người. Tôi vừa xem liền nói đây chẳng phải là túi lưới hay sao, đều hở hang ra hết rồi. Người miền Bắc chúng tôi gọi đó là túi lưới. Tôi nói đây chẳng phải là hở hang hết rồi sao? Cô ấy liền nói anh lỗi thời quá rồi, anh lạc hậu rồi, bộ này là gợi cảm nhất. Tôi nói bộ này của cô là thất đức nhất, bộ này của cô là quần áo đoản mạng. Bạn mặc vào rồi đi ra đường, mọi người thử nghĩ xem. Bạn nói cô gái này sau khi ra đường rồi thì nói cái gì vậy? Nói tỷ lệ quay đầu nhìn, mọi người đều quay đầu nhìn. Bạn xem đây là giá trị quan của phương Tây, đều nhìn tôi, tỷ lệ quay đầu nhìn. Điều này có gì kỳ lạ chứ? Nếu như bạn không mặc quần áo ra đường thì người ta sẽ càng nhìn bạn. Tỷ lệ quay đầu nhìn càng cao, điều này có gì kỳ lạ đâu. Cho nên bạn thấy không, cô ta mặc quần áo để phơi bày thân thể ra như vậy, mặc mà không giống như mặc quần áo của con người. Vậy thì người ta chẳng phải xem bạn giống như xem khỉ hay sao? Động vật mới không mặc quần áo. Bạn xem bộ y phục này có cái tên rất đẹp, gọi là gợi cảm. Tôi nói cô đang muốn lấy mạng người, người đi trên đường nhìn thấy cô thì thần hồn điên đảo. Bộ quần áo này của cô chẳng phải là đoản mạng hay sao? Thật sự là như vậy. Cô ta nhìn tôi, cô nói bộ quần áo này của anh tốt hay sao? Tôi nói bộ quần áo này của tôi là văn hóa truyền thống, là bộ quần áo mà lão tổ tông phát minh cho chúng ta. Bạn xem thân áo rộng, tay áo dài. Chiếc áo này của tôi là áo mà các vị thầy giáo của chúng tôi mặc.
thân áo rộng tay áo dài. Cô ấy nói vậy thì có gì hay chứ. Tôi nói chiếc áo này không thất đức, nó không gợi cảm. Sau khi mặc chiếc áo này vào, người khác nhìn thấy đầu tiên là hỏi tôi: này anh bạn, anh có phải là bán trà xanh phải không? Tôi nói không phải. Họ lại hỏi tiếp: vậy thì anh có phải là bác sĩ không? Có phải anh bán thuốc đông y không? Tôi trả lời là cũng không phải. Anh ấy lại hỏi tiếp: có phải anh là thầy giáo dạy học không? Dạy sách xưa. Tôi nói cũng không phải. Thế nhưng ngược lại bạn nghe xem, người khác vừa nhìn thấy chúng tôi mặc chiếc áo như vậy thì họ nghĩ đến là gì? Trà xanh, thuốc đông y, sách xưa đều là những thứ tốt, đều là những thứ mạnh khỏe trường thọ, đúng hay không? Là tốt, là đạo đức. Ngày nay thanh niên nam nữ học theo trong tivi đều học theo cách ăn mặc những quần áo thất đức đoản mạng. Khi ra đường, người khác vừa nhìn thấy y phục của bạn nghĩ đến đều là hạ lưu, là mất mạng. Cho nên tôi thường xuyên nói với họ: bạn mặc quần áo cũng không biết cách mặc. Người dân nước ta có đạo đức, thật sự có đạo đức. Cho nên chúng ta thường xuyên hỏi một câu: bạn có biết làm người nữ không? Có biết làm người nam hay không? Câu nói này ý nghĩa rất là thâm sâu. Nếu như không biết là một người vợ thì là chết rồi. Ngày ngày trang điểm loè loẹt, trang điểm thật gợi cảm, là còn khoe khoang với chồng của mình. Ông chồng này cũng rất hồ đồ: vì sao em không trang điểm để gợi cảm hơn một chút nữa? Em xem những người nổi tiếng kìa, học làm theo họ. Vì vậy trong nhà bạn có một người vợ gợi cảm, bạn quan hệ tình dục 8 lần trong một ngày thì bạn sẽ chết sớm. Thật sự là như vậy. Mọi người chúng ta cần phải biết, Trung Quốc có một câu châm ngôn. Câu châm ngôn của Trung Quốc là gì vậy? Vợ xấu là của báo ở trong nhà. Người vợ không xinh đẹp, không xinh đẹp nên cô ấy là bảo bối ở trong nhà. Thế nào là bảo bối? Cô ấy khiến cho tâm của bạn thanh tịnh và ít ham muốn. Chúng ta thấy các bà mẹ nhìn thấy con của mình đưa về một con yêu tinh, trang điểm lòe loẹt, ây da, hồng nhan họa thủy. Câu nói này không có ý xem thương người con gái, không phải ý này, mà là cảnh cáo. Vì sao vậy? Sau khi bạn đưa về nhà, cô gái diêm dúa lòe loẹt thì bạn sẽ thấy thế nào? Là ngày chết của bạn thực sự đã đến gần rồi. Cô ấy sẽ khiến cho bạn ngày ngày ham muốn quan hệ tình dục. Bạn thử nghĩ xem. Tôi xem có khán giả thật đó. Lấy sổ tay ra ghi 30 tuổi 8 ngày quan hệ một lần, còn ở đó ghi lại rất nghiêm túc. Thế nhưng sau khi cầm lấy sổ tay đem về nhà, khi nhìn thấy người vợ gợi cảm thì dứt quyển sổ này đi rồi, không có tác dụng gì nữa. Chúng tôi nói với các bạn điều này không phải là chuyện cười. Bạn cần phải khiến cho người thân của bạn mạnh khỏe trường thọ, khiến cho họ sống một cuộc sống phù hợp với nhân đạo. Cho nên nói thiện ác, đúng sai, đẹp xấu ngày nay đều điên đảo hết rồi. Khi điên đảo thì phiền phức rồi, tai họa liền bắt đầu. Tai nạn do vậy mà đến. Cho nên con người không biết làm người nam, không biết làm người nữ, bạn xem tự mình chịu khổ chịu tội. Còn khán giả nêu câu hỏi cho chúng tôi. Tôi nhớ là khán giả đó khoảng hơn 50 tuổi. Tôi nghe báo cáo của anh ấy tôi cũng rất sợ hãi. Thế nhưng tôi không thể hiểu nổi. Anh ấy nói thân thể của tôi rất cường tráng, ham muốn rất mạnh mẽ, không giống như chu kỳ mà thầy đã nói. Thân thể của tôi rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Giờ tôi còn nói tôi là nam tử hán. Anh ấy hỏi tôi giải thích thế nào về hiện tượng này của anh ấy. Tôi thấy không giống như quy luật tự nhiên kia mà thầy đã nói. Tôi nói rất đơn giản. Anh làm một thí nghiệm. Anh về nhà lấy một cây nến, lấy một cây đèn dầu, anh đốt nó lên rồi anh quan sát nó. Làm thế có ý nghĩa gì? Tôi nói anh hãy nhìn nó đến khi cháy, đến lúc cuối cùng thì tâm nến đột nhiên lóe sáng, sáng hơn nhiều khi so với lúc bình thường. Anh nên hồi quang phản chiếu. Bạn vẫn cho rằng, anh vẫn cho rằng hiện nay sức khỏe của tôi rất tốt. Ngoài quy luật tự nhiên ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Hết thảy khoa học đều nằm trong quy luật tự nhiên. Không có bất kỳ ai, bất kỳ một sự vật nào, không có bất kỳ một sự vật nào nằm ngoài quy luật tự nhiên, mà tất cả đều nằm ở trong đó. Đó là gì? Quy luật tự nhiên là chân lý vĩ đại nhất, không ai có thể trốn thoát khỏi. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn thấy trên đường có dán rất nhiều mẫu quảng cáo nhỏ như chữa liệt dương, chữa bệnh lãnh cảm của nữ giới, chữa bệnh liệt dương của đàn ông. Chúng ta ngày nay thấy nhiều nơi bán những loại thuốc cường dương, bao gồm bên ngoài. Ây da, bạn nói truy quét nạn mại dâm, những phạm pháp khó khăn. Bạn thấy ngày nay những cửa hàng này rất nhiều.
gọi là cửa hàng bán sản phẩm sức khỏe tình dục, cửa hàng dụng phẩm dành cho vợ chồng, cửa hàng khoái lạc. Những cửa hàng này còn nhiều hơn cửa hàng sách. Hiện nay công việc làm ăn rất tốt, ở đó đều bán những thứ này. Có khán giả hỏi chúng tôi là những thứ này có dùng được không? Có phải là thứ hại người không? Thật sự là hại người. Vì sao vậy? Bạn xem, bệnh liệt dương của người nam, bệnh lãnh cảm của người nữ. Bệnh đó là gì? Là cơ năng tự bảo vệ của cơ thể. Lấy thí dụ bên ngoài thời tiết rất nóng, trong phòng rất lạnh. Bạn từ bên ngoài vừa vào trong phòng liền nổi da gà. Là nguyên nhân gì? Nổi da gà là hệ thống thần kinh của thân thể chúng ta. Nó tự nhiên đã có chức năng này rồi. Ngay lập tức co lại khiến cho lỗ chân lông khép kín lại. Sau khi khép kín lại thì nhiệt lượng của bạn không thoát ra ngoài được để giữ ấm. Cho nên mà nói nổi da gà là có tác dụng giữ nhiệt. Đây là thường thức y học mà mọi người đều biết. Hiện tượng da gà này nhắc nhở bạn cần nên mặc thêm áo thôi. Đó là cảnh báo. Nó là cơ năng tự bảo vệ của cơ thể. Người người đều có cơ năng này. Không phải là người nào phát minh hay sáng tạo ra. Đây gọi là quy luật tự nhiên, gọi là nhân đạo, là thiên tính của con người. Bạn uống thuốc cường dương vào rồi, bạn sử dụng những sản phẩm tình dục này. Chúng tôi xin nói với mọi người, bệnh liệt dương hay là bệnh lãnh cảm chính là đang nhắc nhở bạn đã ở vào trạng thái vô cùng nguy hiểm và suy yếu rồi. Không thể tiếp tục tiến hành hành vi thế này nữa. Chúng đi vào trạng thái tự bảo vệ rồi. Bạn xem nó tự bảo vệ, nó không thể tiếp tục phát sinh hành vi thế này nữa. Nếu bạn sử dụng những sản phẩm này, uống thứ thuốc này, là phá hoại hết hệ thống tự bảo vệ thân thể của bạn. Khi vừa phá hỏng rồi thì mạng của bạn sẽ ngắn đi thôi. Bệnh liền đến rồi, hết thảy những tai nạn liền bắt đầu đến. Cho nên làm sao mà có tai nạn? Chính là như thế này mà có. Mưu tài hại mạng, mở những cửa hàng thế này, bán những loại thuốc thế này, làm những quảng cáo thế này. Bạn cần phải biết những kiến thức thông thường này. Bạn không nên chỉ vì một chút khoái lạc mà tạo ra đau khổ và tổn hại cho bản thân và cả gia đình mình. Có người nói quan hệ tình dục bừa bãi có thể tạo ra tổn hại lớn như vậy đối với con người. Anh có thể lấy một thí dụ bệnh tình cụ thể hơn được không? Có ba loại. Đầu tiên là chẳng phải là bạn phóng túng tình dục, quan hệ tình dục bừa bãi. Được, không sao. Cảnh sát không hỏi thăm bạn thì tai nạn tự nhiên, các loại bệnh tật, các lực phản tác dụng, đó là ác báo, báo ứng. Bạn chạy không khỏi. Đầu tiên là bệnh đái tháo đường. Đái tháo đường, nguyên nhân bệnh đái tháo đường có rất nhiều, trong đó có tình dục, quan hệ tình dục bừa bãi. Bệnh đái tháo đường có thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Hạ tiêu chính là thận tinh bị hư. Sau khi thận bị hư đến cuối cùng thì bạn sẽ mắc bệnh đái tháo đường. Cho nên bệnh đái tháo đường chủng loại rất nhiều. Có loại là do thức ăn, có loại là do tức giận, tâm lý không tốt. Còn có phóng túng tình dục gây nên bệnh đái tháo đường. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là trúng gió và liệt nửa người thì méo miệng mắc lệch. Méo miệng mắc lệch không thể nói chuyện. 30 tuổi rồi nhưng phải nhờ cha mẹ đẩy xe lăn để đi ra ngoài. Nửa quãng đời còn lại phải sống trên xe lăn rồi. Quá là thê thảm. Bạn có bao nhiêu tiền cũng không có tác dụng gì. Đây là trúng gió và liệt nửa người. Dù nam hay nữ, chúng ta thấy cô gái, ây da, chưa đến 30 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, bị làm sao vậy? Méo miệng mắc lệch không thể nói chuyện. Bố mẹ phải hầu hạ. Nửa quãng đời còn lại bạn như thế là đại bất hiếu. Bạn cho rằng bạn ở đây phóng túng hưởng lạc. Bạn như vậy là mang cả gia đình đến hầm lửa rồi. Thứ ba là gì? Là hoại tử. Chân và tay thối rửa, lở loét. Chân tay bị thối rửa. Bạn xem chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh. Hiện tại đang là tấm hình thứ mấy vậy? Chúng tôi đang chiếu hình thứ hai. Các bạn xem, đây đều là như vậy. Mọi người đều có thể nhìn thấy. Đây là tình trạng thối rửa. Trong bệnh viện, những bệnh nhân giống như thế này có rất nhiều. Là nguyên nhân gì? Là do chân tay bị thối rửa, do phóng túng tình dục. Ở đây còn có người nữ, có hai bệnh án của người nữ. Chúng ta có thể xem, hiện tại là đang làm phẫu thuật cho phần thối rửa. Đây chúng ta hãy xem, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, đây là sự thật. Cuối cùng chúng ta có thể xem cái chân tại vì sao lại cắt đi, tại vì sao cái chân đó lại phải cắt bỏ đi. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ điều này.
Tại vì sao chân của bạn không còn nữa rồi? Một bên chân, hai bên chân, tổng cộng là hai cái chân. Bạn thấy không? Là bác sĩ cắt bỏ đi. Vì sao vậy? Thối rữa rồi. Mọi người chúng ta nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Quan hệ tình dục bừa bãi, gian cận sát. Cái sát đó ban nãy chúng ta nghe thấy rồi. Trước tiên không phải là giết người khác, mà là giết chính mình. Đó không phải là giết hay sao? Hôm nay cắt bỏ đi cái chân, ngày mai là cắt tiếp cái tay, cuối cùng chẳng phải là bạn sẽ chết hay sao? Gian cận sát là ý nghĩa này. Trước tiên là giết chính mình, còn có ý nghĩa sâu sắc như thế này. Cho nên mọi người nhất định phải nhớ cho kỹ. Buổi báo cáo này của chúng tôi hôm nay quả thật rất hiếm có. Bây giờ là gì? Mọi người chúng ta cần phải hiểu được, tất cả những điều này đều là lực phản tác dụng, tất cả đều là báo ứng, đều là báo ứng. Bạn làm sao có thể nói con người có thể làm săn làm bậy, hưởng thụ ở khu vực ăn chơi? Tôi không biết những cơ quan truy quét nạn mại dâm và phạm pháp liệu có thể sớm cho ra một chính sách mang những hình ảnh này dán ở trước cửa quán karaoke, quán massage. Chẳng phải là bạn muốn ăn chơi hay sao? Bạn hãy xem những hình ảnh này. Chúng ta lại xem thấy có rất nhiều người có tiền, rất thích người đẹp. Nước Mỹ có một minh tinh. Bạn xem, cô gái này tên là Marilyn Monroe. Rất đẹp, rất nhiều người nhìn thấy người đẹp đều có biểu hiện giống như vậy. Bạn xem, cô ấy rất đẹp, háo sắc, đó là giả. Sự khoái lạc của bạn, sự kích thích của bạn, tất cả đều là giả hết. Vì sao vậy? Là vì nó không thể dài lâu. Sự thật của dài lâu là gì? Là tử vong, là tai nạn. Chúng ta có thể xem, đây là hình ảnh khi cô ấy bị chết. Chẳng phải là bạn nói cô ấy rất đẹp, cô ấy gợi cảm hay sao? Gợi cảm là giả, chết là thật, khoái lạc là giả, đau khổ là thật, tai nạn là thật. Marilyn Monroe tuổi đời vẫn còn trẻ trung, tại vì sao cô ấy lại chết thảm như vậy, chết sớm như vậy? Rất nhiều bộ phim khiêu dâm đều do cô ấy đóng. Cô ấy đóng vai chính. Vậy thì làm sao mà có quả báo tốt được? Bạn dạy người khác nhục dục, dạy cho người khác dâm loạn. Hình ảnh này cô ấy, tình trạng chết của cô ấy, mọi người chúng ta nhất định phải nhớ cho kỹ. Khi bạn nhìn thấy người đẹp thì bạn liền nhớ đến hình ảnh này. Tai nạn là thật, là chạy không thoát, là báo ứng. Do thời gian hạn hẹp, nếu chúng tôi nói tỉ mỉ thì dạng ác dâm đứng đầu, quan hệ tình dục bừa bãi, chúng tôi có thể nói cả một tuần hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuối cùng chúng tôi nói cho mọi người là Đông y người xưa nói cho chúng ta một quy luật. Là quy luật gì? Gọi là tam tinh thành nhất độc, chuyên thương bất khiết nữ. Tam tinh thành nhất độc là gì? Tinh dịch của ba người đàn ông trong cơ thể bạn. Bạn nói năm trước tôi tìm được một bạn tình, năm ngoái tôi lại vừa có bạn trai, năm nay tôi lại thế nào? Đúng rồi, chỉ cần bạn có hai hay ba người tình thế này, bên trong thân thể của người con gái sẽ lưu lại tinh dịch của những người nam này. Bạn nói có thể rửa sạch không hết được, nó sẽ lưu giữ lại bên trong người của bạn. Đây là khoa học. Điều này chúng tôi nói đến khoa học sinh lý, nó sẽ lưu giữ lại, nó sẽ có ký ức. Tam tinh thành nhất độc có ý nghĩa gì? Cái thứ đó phối hợp lại với nhau trong thân thể của bạn thì chính là độc. Độc tính cực cao, nó sẽ thế nào? Nó sẽ lấy mạng của bạn. Tam tinh thành nhất độc, chuyên thương bất khiết nữ, kiểu người con gái không trinh tiết, không hiểu được cách bảo vệ bản thân, dễ dãi về tình dục thì chuyên môn bị những thứ này làm hại họ. Cho nên chúng tôi vô cùng cảm ơn những cô giáo này có thể lên sân khấu để làm chứng, hiện thân thuyết pháp, nói với mọi người bạn quan hệ tình dục bừa bãi thì bạn sẽ có nhiều sự bi thảm rồi. Ngay sau đây chúng tôi xin được kính mời một cô giáo lên để phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn tiếp theo này của chúng tôi vô cùng hiếm có, vô cùng có tính giáo dục con người. Cho nên chúng tôi đặc biệt cảm ơn những cô giáo này. Lát nữa còn có một cô giáo vô cùng cảm ơn các cô giáo.
có thể nói ra câu chuyện mà không có ai muốn nói. Có ai muốn nói ra câu chuyện của chính mình. Thế nhưng những cô giáo này xả thân vì người, có thể cứu giúp quá nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi, người chịu sự độc hại của giá trị quan phương Tây. Vậy thì trước tiên chúng ta hỏi một chút, tai nạn đều có cội nguồn của nó. Vì cô giáo này, bác sĩ nói với cô là thọ mạng chỉ còn lại 3 tháng, chỉ có thể sống được 3 tháng. Vậy thì tai nạn đều có nguồn gốc. Ngay sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn một chút. Khi cô khoảng 20-30 tuổi, cô đã trồng cái nhân gì? Là ai? Tai nạn đều là do sự thất bại của giáo dục. Cô đã chịu sự ảnh hưởng như thế nào? Chúng tôi nghe nói cô thích xem TV, thích xem chương trình gì trên TV? Tôi đặc biệt ưa thích xem chương trình Tìm Bạn Tình. Chương trình Tìm Bạn Tình này ở phương Tây và hiện nay, bên trong đó rất nhiều đều là kiểu quan hệ này. Vậy thì có rất nhiều minh tinh, bạn thấy họ trang điểm rất loè loẹt, rất gợi cảm. Cô giáo này khi còn trẻ cũng là như vậy, tóc nhuộm vàng phải không ạ? Dân ạ, khi đó tôi bắt chước theo trên TV nên nhuộm tóc thành màu vàng rất dài, trang điểm rất là loè loẹt, quần áo mặc trên người giống như là minh tinh vậy. Trước và sau đều hở lưng hở ngực, đặc biệt gợi cảm. Trước và sau đều hở ngực hở lưng giống như minh tinh trên TV, đều là học theo trên TV. Vì vậy người tốt do vậy mà ra, người xấu cũng là do vậy mà ra. Tai nạn là như thế này mà tạo thành, là do con người làm ra. Vậy tôi xin hỏi một câu, khi đó cô giáo này sinh sống tại thị trấn nông thôn, cô bắt đầu tìm người tình, quan hệ tình dục bừa bãi. Chúng tôi hỏi một chút, tổng cộng cô có mấy người tình? Và có hơn 40 người. Có mấy người? Có hơn 40 người à? Có hơn 40 người tình. Mọi người chúng ta nghe thấy rồi chứ? Vào lúc đó cô chưa nhận được sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Cô không hiểu thế nào để làm người, thế nào để làm người phụ nữ. Chỉ cần khoái lạc là được rồi, kích thích là được rồi. Vậy thì chúng tôi xin hỏi tiếp, cô muốn tìm những người này để làm gì? Là vì tiền. Tôi muốn tìm một người chồng có tiền. Vì người chồng trước đây mà tôi muốn ly hôn. Anh ấy rất nghèo khổ, tôi không muốn sống cùng với anh ấy nữa. Muốn tìm một người có tiền. Vậy thì sau khi tìm hơn 40 người tình thì cô có tìm thấy không? Dạ không. Điều này gọi là năng lượng cực ác. Khi bạn vừa phát ra thì bạn liền nhận được một lực phản tác dụng của điều cực ác. Dần dần chúng ta có câu châm ngôn gọi là báo ứng, hồi báo, phản ứng. Vậy thì chẳng bao lâu sau, bạn xem tuổi của cô không nhiều, năm nay mới 50 tuổi mà đã già như vậy rồi. Cô giáo này, cô xuất hiện triệu chứng gì? Đầu tiên là đầu óc không tốt, có phải không? Dân, thật sự là đầu óc không tốt, sự trí nhớ giảm sút. Khi 36-37 tuổi, đầu óc của tôi đại khái không nhớ nổi nữa, đặc biệt là không tốt. Tôi liền hỏi mẹ tôi, con mới bao nhiêu tuổi đầu thế này, không thể nào đầu óc con lại không tốt như vậy. Đầu óc không tốt đều là người già 60-70 tuổi, thế nhưng đầu óc của con hiện nay đều khó sử dụng. Tôi liền đi bệnh viện kiểm tra. Vừa kiểm tra bác sĩ liền nói, cũng không nói được ra nguyên nhân gì. Khi đó mới hơn 30 mấy tuổi mà đầu óc đã không tốt rồi. Bác sĩ cũng không kiểm tra ra được bệnh gì. Lúc nãy chúng ta vừa đã nghe rồi, là do mất đi số lượng lớn tủy não kia nên. Đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau vẫn còn tai nạn. Rất nhanh cô liền phát hiện cơ thể xuất hiện vấn đề rồi. Tôi sống ở nông thôn cùng với cha mẹ. Cha tôi đã qua đời rồi. Toàn bộ ruộng đất của gia đình đều là do tôi trồng trọt. Cảm thấy thân thể đặc biệt không thoải mái, ngày ngày ra máu. Thời gian rất lâu tôi cũng không đi khám. Tôi cũng không biết tại vì sao lại như vậy. Thường xuyên như vậy à? Dân, chảy máu à? Đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó tôi cảm thấy không bình thường nên tôi liền đi bệnh viện kiểm tra. Vừa kiểm tra khi đó tôi liền nhìn thấy trên hình ảnh, từ chính bản thân tôi có thể nhận ra. Điều này mọi người chúng ta có thể thông qua màn hình lớn để có thể nhìn thấy giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện khi đó đối với cô.
giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện khi đó. Đây là tình trạng của cô. Mời cô tiếp tục nói. Khi tôi nhìn thấy kết quả này, tôi lập tức nói với bác sĩ, có phải là ung thư hay không? Vì bác sĩ đã nhận ra tôi biết rồi, nên ông ấy lập tức đóng hình ảnh lại. Hình ảnh đó chính là hình ảnh mà chúng ta bây giờ đang xem. Ung thư cổ tử cung, mọi người chưa từng nhìn thấy phải không? Nhất định phải ghi nhớ, nó ở ngay trước mắt đây. Đây là thật, làm sao mắc phải vậy? Nguồn gốc chúng tôi tìm thấy rồi. Lúc đó khi cô hỏi vị bác sĩ kia thì bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ đó là người nữ. Vì tôi đã ly hôn với chồng rồi, mẹ tôi tuổi tác lại đã cao nên không thể đưa tôi đi khám, là tự tôi đến bệnh viện để khám. Bác sĩ nói, cô mời chồng của cô đến đây. Tôi nói tôi không có chồng, tôi chỉ có một mình tôi thôi. Cô bác sĩ không muốn nói cho tôi. Cô ấy nói nếu như tôi biết, sợ rằng tôi không chịu được. Tôi nói bác sĩ cứ nói, chết sớm hay chết muộn đều phải chết, nhưng tôi nhất định phải biết được nguyên nhân của căn bệnh này. Vì bác sĩ này dừng lại hồi lâu rồi mới nói với tôi là, cô khi còn trẻ tiếp xúc với đàn ông quá nhiều, số lượng độc tố lưu giữ bên trong đến một mức độ nhất định, nó liền bộc phát ra, nên mắc phải bệnh ung thư cổ tử cung, đã ở giai đoạn cuối rồi. Tôi liền hỏi bác sĩ có thể làm phẫu thuật hay không. Bác sĩ nói đã quá muộn rồi, không thể làm phẫu thuật được nữa. Mọi người chúng ta nghe thấy rồi, bác sĩ nói rồi. Bạn không thể nói không nghe theo lời nói của bác sĩ, không tin tưởng. Bạn phải tin tưởng khoa học chứ. Lời nói của bác sĩ cùng với lời nói của những thầy thuốc đông y mấy ngàn năm trước và tổ tiên của chúng ta là như nhau. Thứ nhất là nói với chúng ta, vừa nhìn căn bệnh này liền biết loại bệnh này có quá nhiều. Vừa nhìn liền biết cô tiếp xúc với đàn ông quá nhiều. Tiếp xúc với đàn ông quá nhiều mà. Thứ hai là những thứ đó đều là độc. Bạn xem tam tinh thành nhất độc. Điều này là bác sĩ nói, giống hệt như cách nói của đông y. Những thứ đó đều là độc, lưu giữ bên trong thân thể của bạn, chờ đợi đến khi điều kiện thành thục rồi liền bạo phát thành bệnh. Đây là lời nói của bác sĩ. Muộn rồi, biết được quá muộn rồi. Vậy thì bác sĩ nói căn bệnh này chỉ còn sống được thêm 3 tháng. Tôi liền hỏi bác sĩ, tôi còn có thể sống được bao lâu? Bác sĩ nói có thể sống được thêm 3 tháng. Khi đó tôi liền hỏi bác sĩ, căn bệnh này đau đớn ra sao? Bác sĩ nói, bệnh này của cô khi đến lúc cuối cùng, chính là nói cô hỏi bác sĩ đúng không? Vâng. Cuối cùng khi chết, loại bệnh này khi chết sẽ như thế nào? Cuối cùng tôi hỏi bác sĩ, tôi nói khi tôi chết thì sẽ như thế nào? Có bao nhiêu sự đau đớn? Bác sĩ trả lời, bệnh của cô đợi đến khi cuối cùng, cái khối u của cô giống như một cái kho lớn, thối rửa, toàn bộ thối rửa hết. Toàn bộ phần dưới của cô đều thối rửa, khiến cho toàn bộ máu trên thân thể của cô chảy đi hết. Cô sẽ chết, vô cùng đau đớn. Nỗi thống khổ này tôi đã phải chịu đựng rồi. Chúng ta nghe thấy rồi chứ, mắc phải những loại bệnh này như ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung vân vân. Khi cô ấy chết thì chết như thế nào? Bác sĩ đã nói rồi, toàn bộ đều bị thối rửa, đến cuối cùng máu cũng chảy hết. Sau đó bạn sẽ chết. Hơn nữa sự đau đớn đó là không thể chịu nổi. Bạn xem, bạn có thể khoái lạc mấy ngày so với sự đau đớn này của bạn chứ? Chúng ta tiếp tục hỏi, trong nhà cô giáo này còn có những ai? Trong nhà còn có mẹ già. Mẹ của cô bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ tôi năm nay 77 rồi. 77 rồi à? Vâng. Còn có một đứa con trai bị khuyết tật. Còn có một đứa con trai khuyết tật. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu được 25 tuổi rồi. Bạn xem, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Bản thân chỉ còn sống được 3 tháng. Tai nạn đều có nguồn gốc của nó. Đây là đạo đức. Bạn không hiểu điều này thì không một ai có thể chạy thoát. Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát. Chúng ta lại tiếp tục nghe cô giáo này nói với chúng ta, loại bệnh này không cần nói đến đợi khi chết, mà ngay bây giờ đã có rất nhiều sự đau khổ, đau đớn. Có khi cô lên sân khấu còn phải tiêm thuốc giảm đau. Tôi rất may mắn khi có diễn đàn này ở Đại Liên, có một người bạn đăng ký tôi vào danh sách. Tôi nghĩ rằng tôi ở cách Đại Liên khoảng hơn 200 km. Buổi sáng tôi mới đến rồi, buổi chiều đến diễn đàn để nghe. Sau khi nghe 3 ngày tôi mới hiểu rõ. Chiều ngày thứ tư tôi đi tìm thầy giáo Trần. Tôi đã nghe và hiểu ra được căn bệnh này. Tất cả nguyên nhân tại vì sao mà tôi mắc phải.
Khi đó, ngay tại thời điểm vào chiều ngày thứ tư, tôi liền lên sân khấu để nói, tôi phải uống thuốc giảm đau, tiêm thuốc giảm đau, rồi tôi lên sân khấu để nói. Vì quá đau đớn, đau từng cơn, cảm giác đau đến tim, toàn bộ quả tim, ruột và phần bụng dưới, đau đớn giống như là bị đứt vậy. Cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đứt ra à? Toàn bộ bị đứt ra, thân thể đau đớn, toát cả mồ hôi. Tôi cảm giác là tôi sắp chết rồi. Tôi nghĩ nhất định tôi nói được một ngày thì tôi sẽ nói một ngày, nói cho đứa con hiện nay của tôi là căn bệnh này của tôi vì sao tôi mắc phải. Tôi sợ rằng tôi chết rồi sẽ không kịp nữa. Chúng ta nghe được niềm hạnh phúc của nhân sinh có nguồn gốc, tai nạn của nhân sinh cũng có nguồn gốc. Vì vậy rất nhiều người nói bị bệnh là ngẫu nhiên. Điều đó làm sao mà ngẫu nhiên được chứ? Lực tác dụng và lực phản tác dụng, đây là khoa học. Tại vì sao bạn phải chịu lực phản tác dụng như thế này? Bạn nghĩ xem, ban đầu bạn đã tạo tác những điều gì vậy? Sẽ rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi đặc biệt cảm ơn cô giáo này. Sau khi cô học văn hóa truyền thống, cô hiểu ra rồi. Vì vậy cô lên sân khấu sám hối, nên đã giáo dục được rất nhiều người. Người xưa nói với chúng ta, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, mạng là do tự mình tạo, không trách người khác được, do chính mình tạo ra. Vì vậy tâm của con người sửa đổi rồi thì vận mạng của họ liền dần dần thay đổi. Cô giáo này lên sân khấu ở Đài Liên từ tháng 8 đến nay, hiện nay thân thể đã bắt đầu có chuyển biến rồi. Dân à, có thể ăn cơm được rồi, cũng có tinh thần lại rồi. Trước đây tôi không ăn cơm được. Trước đây khi tôi chưa lên sân khấu, tôi không ăn cơm được. Ăn được rất ít, thường xuyên không ăn cơm. Bây giờ thì tôi có thể ăn cơm được rồi. Tôi cảm thấy những thay đổi nhỏ trong thân thể của tôi hiện nay đã tốt hơn một chút rồi. Cô ấy đã uống rất nhiều thuốc đông y. Bạn không phối hợp với bác sĩ ở bệnh viện cũng không thể được. Thế nhưng có rất nhiều người nói, tôi đã uống hết cả tiệm thuốc rồi mà bác sĩ cũng không có cách nào chữa được. Là nguyên nhân gì vậy? Là do tâm của bạn chưa sửa đổi. Bạn vẫn để tâm của bạn ở trạng thái biến dạng. Tâm bạn vừa sửa đổi lại tiếp tục uống thuốc, tiếp tục tiêm thuốc, phối hợp với bệnh viện thì sẽ khỏe lại rất nhanh. Câu hỏi cuối cùng, chúng tôi mời cô giáo này nói với mọi người và lời khuyên bảo chân thành. Cả cuộc đời của tôi đến ngày hôm nay là do chính tôi tự làm, tự chịu. Làm trái với đạo đức. Tôi chỉ muốn nói với hết thảy người nam, người nữ, nam thanh niên và nữ thanh niên, và những cô gái đang hành nghề mại dâm khắp trong thiên hạ. Hy vọng các bạn khẩn trương quay đầu, khẩn trương nhảy ra khỏi hầm lửa. Nếu như các bạn vẫn tiếp tục tìm người tình, đổi bạn trai hay bạn gái, thì kết cục của các bạn sẽ giống như tôi, mắc bệnh ung thư tử cung. Ung thư đang chờ đợi các bạn. Hy vọng các bạn nhanh chóng quay đầu, đừng học tập theo tôi. Nếu như các bạn không quay đầu thì sẽ giống như kết cục của tôi. Ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, tất cả đều là do tà dâm mà mắc phải. Mọi người chúng ta nghe thấy rồi chứ? Hình ảnh này nói với chúng ta điều gì? Chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Điều này gọi là gì? Là sự báo ứng của việc không tuân thủ đạo đức. Lực phản tác dụng của việc làm sằng làm bậy. Có phải đơn giản như vậy không? Bạn nhìn xem, ngay ở trước mắt bạn, con người, chứng cứ này. Chẳng phải là bạn không tin tưởng, bạn tin khoa học à? Mà cần chứng cứ hay sao? Tất cả đều ở trước mắt của bạn. Không thể quan hệ tình dục bừa bãi. Hãy là một người tốt để chúng ta mãi mãi nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này. Đây là dùng sinh mạng để đổi lấy. Chúng ta hãy một lần nữa cảm ơn cô giáo này. Xin cảm ơn cô. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.